Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Nguyễn Thị Thu Thảo, Hina lên ba đồ rồi. Chào Thu Thảo nha, lên ba đồ rừng nó mới mạnh chứ. Tiêu Nghi, hé lô thầy. Chào Tiêu Nghi nha. Nguyễn Thị Thu Thảo, báo không à? Em báo thì có. Báo không à, báo không. Chào Trung Nguyên nha. Nguyễn Hoàng Huy, thầy ơi thầy ăn cái kiêu kiêu gì mà sao nhu thế hả? Thằng Hoàng Huy xúa xúa cái gì đây? Xúa cái gì đây Hoàng Huy ơi? Này, chơi game này mấy ông cháu ơi. Game đi mèo châu ơi. Nguyễn Thị Thu Thảo, 4 huy hiệu nè. Ghê bà cóc. Ai được 4 huy hiệu đâu biết. Văn Lương Hoàng, chịu rồi. Ơi chết mẹ, che cái Google rồi. Che cái Google bà rồi. Kéo nó nhỏ nhỏ lại mới được. Hải Đăng, hello ông cóc. Mà Hải Đăng làm hết hồn. Ok, hay lên xinh gái không? Hay lên hơi bị xinh gái đấy. Nguyễn Thị Thu Thảo, bữa sau tặng sao cho thầy uống trà sữa. Ghê, già quá vậy. Nó hơi bị già rồi nha, thấy Thu Thảo hơi bị già rồi nha. Tặng cho anh cái sổ sinh mệnh đi. Thấy Thu Thảo là hơi bị già rồi đó. Nguyễn Hoàng Huy, thầy như thế. Thằng Huy sủa sủa gì hoài trời. Nhiều có đến 2 trận, gặp thắc mát hết 2 trận. Huy sủa sủa ít thôi nha. Chết cha rồi. Má hồi chiều đến 2 trận, gặp thắc mát 2 trận thôi. Má cày lại đi. Non bảo người ta thắc mát. Tại anh Huy hết. Trân trọng nha, cả anh ơi cái chị Linh Âu rồi. Chị Linh nào? Nhiều linh lắm, linh nào. Con Yuka ulti không tầm nhìn, ulti tốc biến luôn. Thì người ta hack map á, check map cái biểu. Trời ơi, thằng Kỳ Sơn, thằng Đăng chơi game bớt chửi người ta đây. Tụi mày chơi game nó chửi quá, tắt mic thằng Đăng đi rồi mở mic anh em thôi. Con kẹt. Nó chửi quá, tắt mic rồi gạt mẹ nó đi, rồi mở mic anh em chơi được rồi. Nguyễn Ngọc Hưng, xin trang bị Ngọc Phủ Huệ để anh dai. Mình có game trên Facebook, TikTok á. Trang bị phù hiệu nói dài lắm, anh em lên TikTok là thấy nguyên cái video game á. Bấm vô là thấy hết luôn nha mọi người ơi. Your team's turn to ban. Cắp mẹ cái con luộc này đi. Trần Trọng Nam, hồ anh không làm best bia nữa à?
Ủa má thôi, chiều giờ thua hai trận là nhờ hai con ca hi đó. Quá. Nhức cái đầu. Anh có bao giờ nhận làm bad bride đâu, anh I was bride cho vui trying thôi, to đăng TikTok thì mọi người lại bảo anh bad thế này thế kia. Ôi giời, có bao giờ anh nhận top 1 không, đánh cho vui thôi, xong anh em mười hay thấy hay không, anh em tôn mình lên, xong đó anh em chửi mình mẹ luôn. Có bao giờ mà nó mình đánh hay mình top 1 hay là mình này mình làm lên mình đánh chơi cho vui vậy Nguyễn Thị Thu Thảo có cục vàng như tài không? anh em để nâng nâng mình lên, xong rồi anh em chửi mình như một con chó, thực sự rất là mệt mỏi luôn. Ăn thằng tê sủa sủa cái gì ấy, má hay lên kìa. Trần Trọng Nam cầm ra ta y góc y anh. Con cà phê đi. Thôi con này đi chứ gắt mới ngon. Chứ tên có biết cuộc cà phê đi. Kệ đi, mình đi với cờ gắt nó kéo rồi. Con Highland bị counter mà, sợ gì. Nó chỉ hạp thì à. Nó rung cơ nữa kìa. Mà công ty nó bắt nó cùng luôn. Theo nó mạnh nha, theo nó mạnh đầu lắm đây. Hedron cầm flash ấy, Hedron cầm flash mới ngon. Anh thấy skin mới của Helen đẹp không? Đó, skin mới của Pena là cái chỗ ngồi của Helen. Mình có cái khung Lavi nhưng mà mình thích lấy cái khung Helen cho đẹp. Cho trời. Hồi nãy em coi trên cái ông Hadi Vidap gì đấy, cái ông Linh gì ấy, nói vào lo là được vô shop hay gì kìa. Skin vào lo ấy. Lấy skin lấy khung hay lên cho nó mà lem mà lem. Em thấy khung hay lên nó mà lem không? Nó hy vọng follow, skin follow vô shop luôn, đỡ tốn tiền. Vô shop mà, nó vô shop người ta mua mới nhiều. Bảo Bảo Ngọc, thì anh yêu. Thì bé không nha, vô nó vô shop shop là thì ông mua người ta mới mua nhiều, chứ vô mấy cái sự kiện á, có một số ít mua thôi. Mặc dù nó nhiều tiền nhưng mà số ít người mua không bằng cái tiền mà người ta mua Như nhiều, với cả lại người ta được chơi nhiều nữa. như cỡ 1 triệu người mà mỗi người 500 thì cũng tiền tiền không chứ lo gì. Người ta mua nhiều, hiểu không? Nếu mà vô mấy cái kia thì mấy thằng bet floor nó mua thôi, còn mà trong shop thì mấy thằng không bet nó thích thì nó cũng mua À, đấy, dù ý là đồ hết rồi dù tao biết. Em còn Anh em mà thằng đăng nó một chửi quá tắt 500 mic mà thằng đăng đi nha anh em nha. Rồi thằng tốt sao không mở loài vậy, đăng đi anh em ơi, cái min đăng đá gì cũng hỏng mày giờ, nhất là tè tắt mấy từ nha, không cửa này đó, nhất là mày đó. Thằng tè tắt mấy thằng đăng đi, không thôi mày lại tự ái đấy. Mẹ đây có mic đây nghe là anh đi. Ừ, thằng tè má đánh ngu người ta chửi thì tự ái nẻ luôn. Tè đánh thì AD như biểu. Thằng TikTok cũng cắt mình đăng đi nha, đề nghị. Ừ, tắt mình đăng đi chứ không thôi chơi má tầm cảm nữa. Anh em tắt mình đăng đăng hết đi cho nói chuyện mình đi anh em ơi. Lộn ê má. Thằng cây cắt của mẹ lo rồi sao đánh. Ơ thằng ngu này. Má mày tắt lo rồi chơi bằng mắt à. Tao kéo được thằng hai cho tè. Đấy này sủa ngu rồi. Tao thần đấy. Ê cướp được con quái. Oh shit. Má cái chiêu này nó chóng hai lần đấy. Hay kìa. Nó cũng đi chết rồi. Sao chủ bắt chết hay? Ở kìa. Ba đứng trước mặt mày mà mày hụt khoa. Ui cái hoa lão. Những thời thu thảo. Lúc được chơi cái ai này. Cái hoa nó bị sai. Thôi. Đánh ngu không trình bày. Cái lỗi hoa ảo mà phải nhìn.
Nè nha, mẹ thằng Huy. Mất kìa. Ui đông vậy. Có ulti nè. Hút tung rồng. Gọi bay nè, bay bay. Bay đi cho ta. Hút nè. Một con rồng rồi hút được hai thằng ra. Mua đi. Ôi kìa thằng Valor. Ok. Đúng kìa. Múa vậy rồi còn đòi gì nữa. Sao top solo kêu thua rồi. Vãi, đúng solo. Nó bị không lại, mày chưa đánh Vero nè, mày hụt chiêu 2 rồi mới không lại thôi. Thằng top nó cắt con mẹ nó lo rồi. Tắt thì bữa sau không cho nó chơi. Nó đéo có lo rồi sao. Mấy đứa nào kêu tắt con mẹ nó tí. Thế đi à. Nó không mở mắt rồi sao thầy biết nó lên. Nó báo. Mở lo để biết nó trời. Thằng top ơ kìa, thằng tên nó bị gì nữa vậy? Shall we fly through the sky? ET mày đứng mid để tao bắn đạn thằng Quang cho mày ăn nè. Gì vậy, bị gì vậy? Nữa lại lắc. Tốt chết rồi. Em mới sắp cục Moden tập rồi nên đéo lắc rồi. Được mà. Aeron, ui Aeron né được kìa, hay rồi. Bước lên top. Mày chéo thằng nào là tao giết thằng đó thôi. Thằng cây nó chết rồi. Thằng cây nó chết rồi, mày tin không? Tao cũng không biết nữa. Từ từ nha. Thôi kìa. Đấy chạy đi. Ôi nó mất giải nữa. Đang nó muốn 2 AP trên đó rồi. Chạy hổ mau. Thấy không? Thấy đặng thần quang không? Thì đó câu cái giải, nếu không có câu cái giải được mày làm gì khống chế được nó. Có bay đâu mà bay. Ui chấp máu. Rồi ưu tiên là bị gì. Kéo ra cu. Kéo cái đéo gì vậy. Kéo. Vâng rồi. Ủa sao giờ quỷ chiêu không có được nữa. Không, mày phải buông cái nút di chuyển ra rồi mày di chuyển nó mới hủy chiêu. Không, tao buông tao thử luôn rồi, không được luôn mày, mày trước kìa. Phải đập chiêu 1 mới hủy chiêu được. Mày phải đập chiêu 1 mới hủy chiêu được, pha đó mày có chiêu 1 không? Không. Thôi có mà mày không xài ấy, mày ngu chết mẹ. Only tell me what I need to know. Á, ngu chơi là cấp lên đầu đi, má cấp lên đầu luôn là bên đến. Nó không có nghe đâu, mày chát đi. Ồ, muốn chát. Má đánh chi vậy, không lịch đâu. Ui, ba thằng máy cóc ơi. Cậu cười lên nữa kìa. Ôi, lắc đi. Ủa, xong về chết rồi. Ủa, má tự nhiên lắc vậy. Áo chó vậy. Em bị tụt xuống 20 mấy luôn rồi. Tự nhiên bị khựng quá. Em đang 63 cái tụt xuống 20 mấy nè. Ở đâu vậy? Luôn đi, 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 luôn. Anh con ghét đã, ghét thơm á. Rồng đi, rồng đi, rồng đi, tao đánh chút rừng rồi mà. Kéo nó đi, kéo đi. Tao kéo nó đi, tao lỗi chẳng thôi. Giờ tao bắn đạn thằng Quang, mày kéo nha. Kéo. Trời ơi, tao nói nó bắn rồi, mày không tin tao. Nó bằng xương, what the fuck, 2 AT cầm bằng xương. Chạy đi.
Dạ sao được. Ui chấm máu kìa. Ui chấm máu, chấm máu, thằng Pena na chấm máu, phà lo. Lên bú liếm đi. Ủa pha đó thằng nào máu? Thằng 2 cây mất hành tẩy vậy? Thì ngay tay hồi nãy nó mất hành tẩy rồi. Mà ông thua ông bắn ưu tiên thì nó mất hành tẩy rồi. Không, mày đi nhỉ, pha đó nó gần xịt à, trúng cái à. Tại thằng Huy nó không nhanh đi. Ê, rồi này nó chào Duy Long á. Chúng ưu tiên à. Đây, mày chạy đi con trai. Ghê không, đạn thần quang đỉnh cao không. Ghê không, anh thấy đạn thần quang ghê không. Sao có bỏ hoa hụt qua vậy. Má đã nói là top 1 lobby mà. Mày bắn đạn quang thôi, đạn quang. Còn đâu bắn, mẹ mày mới bắn quang ghét chứ được. Nè, có đạn thần quang nè, nè nè, canh, canh tao bắn kéo nè. Lớp nịt. Nó lắp cái chủng kìa, kéo đây. Chúng mà, quan trọng không thằng nào bắt được. Rộng kìa. Bỏ đi rồi. Vậy tự thôi, về đi, rộng nè. Vậy rộng nè. Ta xanh phải 405. Nè nè, chuẩn bị có kéo nè, chuẩn bị có kéo nè. Ui gì vậy? Kéo rồi, kéo chúng đi đi á. Má cưỡng pha đó không ai á. Thằng VDS, thằng VDS, đạn thật quá. Không chúng. Không lắm. Không chúng rồi, mẹ nó trên nó chạy lên. Thằng Aeron không ép nó. Thầy ơi, chúng quá nhiều không khí luôn. Má, ông cái đạn thần chơi, quá. Chơi, chơi, chơi. Kéo hai người Huy, Huy kéo. Hai gà hút đánh kìa. Má mà để sành phải đây. Nghĩ có thể cái không mới nhìn đẹp đấy. Không mới nhìn mà lem không. Nhìn mà lem, mà lem. Có khung lavi nữa mà. Bắn lavi ghê quá, để khung lavi nó không hay. Má giờ không cái thần kim floor lắm đâu. Có khung floor nữa nhưng mà không thích. Đi chọn hậu quá thiệt. Bùi trên đầm ui, thần hùng dùm em quay con. Ui chấm máu lính chú. Ui không có S được cái đéo gì hết trơn. Trời nó có cái ulti còn phải lo muốn không vô máu nó luôn đấy. Những quyết định hôm đó mình tự làm hả anh hay người của Garena mới có. Không đó Garena làm em ơi. Không bắn Joker sao yếu vậy? Ui rồi. Nó chiêu cuối rồi. Ok. Nó mất ulti rồi. Bắn thật gì chạy. Là nó phế liền á. Mà nó có ulti thì là nó bắn ông như cái gì á. Thì đó. Nó bắn ông nó thùng luôn á. Rồi ba rồi. Con này ông có gì vậy? Chạy bà rồi. Má mày thấy em muốn chơi bot không? Tao chất lượng cho hay luôn. Nãy giờ có. Thế đã bắn đạn thần quang đỉnh chưa? Hơi bị đỉnh của chơi, đỉnh của top, đỉnh của top. Bắn như đỉnh kẹt. Ừ, bắn như con kẹt nó nhiều quá. Top 1 Lao View. Lao View là con gì? Làm hết rồi. À, ui, top Pena Việt Nam. Như SP à? À, ui Như đánh mười mấy ngàn trận mà Như chưa lên chiến tướng nữa. Trời ơi. Dạ. Như để hình mặt của má Như cái gì vậy? Rồi thôi, tha tha đi. Về đi. Nể luôn. Mày có qua xem chưa? Mày có qua xem profile chưa? Mày có qua xem profile của Như chưa? Ây da. Trời ơi, cái đặt đúng dạ. Cái avatar của má của Như. Ngọc Minh Dương, ha ha. Ngọc Minh Dương thấy cái khung mới đẹp không? Thấy con Pena đẹp không? Đấy, Pena bên góc nè. Hơi bị cute không ấy? Thấy vũ bự không? Ông xui xui tối ngày chỉ đàn hú cho cầu thôi, đâu có gì. Your team's turn to ban.
mẹ con Kathy khó chịu. Ê Huy, Ngọc mày đã gắt, tao mới cắp gắt của Huy kìa Huy. Cắp sờ neo anh. Huy đã cắp mẹ con. Ui Verettino kìa ông cốc. Ơ chết rồi. Hai giáp tê đâu? Akira Yuki, đi anh. Chào Akira Yuki nha. Ngọc Minh Dương, bày đặt Pena đồ. Ghê không? Xinh không? Ủa gì ở nó đâu rồi? Gì ai gà? Phan Thị Cẩm Sương, hello. Chào Cẩm Sương à. Cẩm Sương thấy cái khung mới của mình đẹp không? Cảm thấy nó hơi bị chết chơi người dơi không? Ủa má, nó gặp Caffini kèo khắc tinh rồi. Yên tâm, yên tâm, yên tâm. Có tất một lương mua đây. 98% cái này. Phan Thị Cẩm Sương nhìn chầu. Hiềm ngày Cẩm Sương không có mắt nhìn thẩm mỹ gì à. Thì mà cái khung của thầy chứ cũng nhìn chứ. Akira Yuki, cây 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 cây. Hải Anh Cute. Ủa sao lại con Alistair tem bản thế kia? No. Phan Thị Cẩm Sương, Rai vẫn đẹp. Idol TikTok không biết reel hay pha ke thôi. Ai được cấp nào? Verettino là thằng Clay tao mà idol gì? Đánh ngu chết mẹ. Đây là bóng ngu lắm đúng không? Ok. Mà chắc không ngu hơn hàng ngàn đâu. One day, we will take down those at the top. Thầy quên cắt lo thằng đang hả? Tao tắt rồi. Ôi, cái đầu xanh nó. Má nó kiểu khác cái này nó ra nó đơm đơm mình. Ra lên đơm nó luôn ngọng tóc. Đơm chết bạn, đơm mày chết mày. Đơm 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 mày chết mày. Tại sao nhiều hàng chứ mất, tại sao không ăn cái con này? Nó lên nó phàm lính ké đậu xanh. Đơm tích đơm tích đơm. Đơm ké mít có đam đầu phàm con đó. Cái con cua cua đó là cho đường phàm chứ mà. Thôi về đã hết máu rồi. Thôi nó cái giày tóc đánh về. Nó không có lực nhát gì nữa. Má, con chó Alice súc vật này nó làm thời gian tao bị trễ rồi. Tao mày đánh mít là tao ăn con đó để coi chừng nó. Má tao tưởng tự nó chọi chỗ tao. Đá nó vô. Đá vô. Ơ kìa. Đá dưới bức tường kìa. Mẹ cày thế. Ê, bị xích kìa, bị choáng kìa. Xích tùm lum hết kia. Nhà ta đâu? Ủa sao thằng Alistair 4 mà thằng Jata có 3? Ui, cái gì vậy? Hắc má 3 rồi. Bảo bảo gì vậy? Vãi chết lên.
thì em bảo rồi, không quá nhỏ. Đánh mít lúc nào cũng vậy á, đừng bao giờ bỏ con quái nhỏ đó. Mày nói nó có nghe đâu. Mày nghĩ con già là đánh con quái nhỏ đừng nào chứ. Ủa đánh con nó dễ mà trời. Trời. Mày đi mít thử đi mày biết à. Mày nói nó có nghe đâu. Lên án săn lò. Má sao bảo kêu có cái cafe ni nó ao 500 giờ rồi kìa. Xanh rồi kìa má, nó biết con 2T chứ, nó biết cafe ni khó chơi quá. Má có edit 2 cái cây bộ bảo ngọc, thích khỏi thi. Cái tập đắm nó rộng hơn hay sao ấy chứ. Bị dưới cái tập rồi, cũng muộn, thay bay đi coi. Vãi cước giờ này, tê nó đi ăn con nó. One day. Đi về. Cái đang cái sơ lẹ lẹ mất lực lớn dưới giờ. Thôi sao chạy mới ghét. Này nó trừng phạt nó ăn cái sơ. Mé xém thì mất cái sơ luôn rồi. Mất lực lớn đường trên kìa. Chạy về. Ui, chạy đi cáp xuống. Anh nó bắt giải nhau cóc. Con ở trên nó bắt giải rồi. Má nó bắt đầu thế. Một ca vàng rồi kìa. Má biết gì hồi nãy con lẹp. Nó sợ Elite người ta đánh hay thế. Nó xích kìa, gấu nữa. Cái đéo gì đây? Mẹ còn gấu lướt. Gấu chấm máu kìa, sao không đánh vô gấu? Okay. Đang gấu chạy rồi. Thôi dễ hết hồn. Lấy được con tốt hơn, nó ra không kịp đâu. Lấy được cái vụ mít luôn. Đuổi lên luôn, VG chạy lên trên thôi. Đi cắp khó á. Gì hổ báo vậy? Chạy về. Bỏ ghét rồi, ghét xích rồi, xích nè. Mà ông quen ghép này máu chiến á, chơi hợp á. Thế thì multi 3 vô đánh luôn rồi. Hay đấy. Chắc còn máu gì lấy đi. Cho đi còn chấp. Silence. Ui, có kìa flash đâu. Đi đâu nè. Bay đi. RT Bill. Deadlier. Ê, xuống cứu tao bay, cho đi kìa. Có anh lấy tờ không? Như có. Lên luôn. Không. Thơm quá. Đứng trong đó tao cũng đeo biết luôn. Mà sao nó bỏ thằng AD rồi ta? Nó nói AD sụp lực quá. Cái đồ má hết hồn. Ngọc Minh Dương, thủy bắn nhau không? Chỗ đây nhau vô bẻ cổ em luôn á, Ngọc Minh Dương ơi. Sao mà không biết. Không được cái nữa. Bẻ cổ em luôn á tóc anh Dư. Ok. Đúng không lắm. Bỏ đi Vy ơi. Tiếng hoài Shurike. Shurike ai? Rồi thằng T bay mỏng. Xem bay. Má xong lên trường mình nổ trường mình nổ bay ra nhiều đam
Không, không nổ ba cái kết hợp với miệng ấy, nó cộng dồn đam phần trăm vô ấy mới ngon. Còn chứ lên cái đó không thù lắm. Chưa có tiền nha. Có nhảy rồi, chưa có tiền. Đấy, má sao chừng nào tao cũng ăn cái sơ để tụi mày nót thế. Đâu phải đấy, hả mày. Mù lắm. Quan trọng là mày làm gì cho tem thôi, mày nhìn vàng của mày đi thằng đầu biu. Em hơn thì 200 vàng á, thầy cho tiếp. Ăn nhiều vàng mà như cướp đấy. Gì người không là người chót. Xúc giật mày không bỏ mic lên đi ngồi đó mày chát. Không vậy là tao đi dần. Bú win ít thôi, bú win thì phát biểu ít thôi nha. Trời ạ, ôi đã bởi mẹ cái trụ rồi. Ôi giờ ta bay đâu hết xe, nó xếp nè, nó xếp nè. Nó không xếp đâu. Pha thằng Alistair đặt cái hết qua được luôn. Thì nó đặt cái cú đó, thì nó khét lốt mình luôn, thì không có nắm được luôn. Có cái sơ đi. Hành Giang, hu hu. Hít kìa. Chưa ăn được đâu. Tại mình bị giảm. Nó nhắm vào. Nga nó cái đang bị coi lên tăng. Tăng. Alice người. Nhưng mà con Alice nó phải chi cái giáp của nó. Cái giáp của nó tính theo phần trăm máu ấy á. Cái gì vậy em con? Cứu tao! Mấy thằng gấu ở đâu gầy? Rồi xích rồi. Rồi. Chào Khang Đan nha. Con Alice mà cái chiêu 2 của nó tính bằng máu thì ngon. Tính bằng phép. Người cần đưa ra cái giá tương xứng. Đây chưa bay à? Lắp hết rồi luôn. Tê đi. Về được không? Gấu lướt qua kìa. Ok. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy qua đây, chạy qua đây. Bảo vệ đồng minh. Lâm bùa. Lâm bùa, chơi đi quý ghét. Cho red đây. Kìa, tham lam. Kì sao hả? Ủa, cái con Elite mà dư con lưng bua là ngon, tôi lưng bua máu của hình đào. Có chừng nó cướp. Có chừng nó cướp này thì đậu xanh là từ. Rồi. Gấu này, chấm máu nè. Ôi mega! Mega King! Mega King! Mega King! Cái đéo! Thôi xong rồi. Má nó thằng Alistair nó đặt cái khiên kìa. Má nãy ăn lên là mê bể đầu luôn rồi chứ mega cái gì nữa. Cành mày cái gì cái thằng chó này. Mẹ thằng súc sinh. Mày đéo phải con người ấy. Rồi luôn. Một cái nịt. Rồi luôn ăn blue xong rồi ship cho nó. Ui chó thì chó rồi cha nội. Vui hả? Má nó quăng game. Không lấy được chủ lấy gì win. Ma mày. Báo không. Úc à, mà chỉ là một người đến sao? Tao là Mono. Anh biết. Dùng Trinh Vang, nói quá. Con chào cô. Ê, nó cướp Red này. Alo, Red luôn rồi. Cái gì trên đó vậy? Thằng Quy là người, Quy làm người. Ui, hay quá.
Phi làm được con người. Ở kệ má đường dưới ba hàng ở dưới rồi, chẳng lẽ trên đây công cơ hai trả lời Ngọc Minh Vương Quyền đây, non đừng xem. Quyền đây, Quyền đây, Quyền đây. Thật tố, hay, ừ giải rồi, giải hay thế. Má giải không dây CC luôn á. Kìa, đọc của mẹ đi. Đây có cây sơ cuối, ai cây sơ được. Có cây sơ 3, cây sơ kế cuối. Tao là mô đồ. Có giải rồi nha, có giải rồi nha. Có ulti cấp biến luôn nha. Hay. Tao là mô đồ. Tao có gì ngu ha. Tao giải liền nha. Có cây sơ kìa. Đứng đứng kép góc ê. Nguyễn Thị Ngoan, con về ăn gì chưa con? Dạ con ăn rồi. Có cây sơ nè. Chắc tụi mày đứng gì kỳ vậy? Sao full đồ rồi, có cái giáp hồi sinh nữa được. Cây sơ lẽ đi, nó hồi sinh rồi nó chết bây giờ nè. Có chúng ta chỉ có 40 mấy giây để ăn được thằng gấu kìa, một thằng về đi. Quý Hoàng số được kìa. Tao cưng 5 bé bị giỡn hoài. Rồi chạy đi. Con Lumba Lumbo bị đậu má xích rồi. Cái gì vậy? Nó dồn hết toàn bộ lực vô con Lumbo rồi. Thôi chết gấu rồi hay quá. Cho tuyết. Ừ. Đủ. Ăn hoài. Ăn báo không à. Đủ quá tao lắm đi hả. Lên nè, lên nè, lên nè. Lên đây, lên đi. Nó xích, nó xích, nó xích, nó xích, nó xích. Điện. Mày nói cái gì đó hoài vậy? Má sao không ai phát? Nè, phải đó ẩu vậy, bị nét xích à. Tính làm silo nó mà nét xích kìa. Đừng đẩy, để tao ra. Ờ. Nguyễn Thị Ngoan, chưa ăn thì lo, mà ăn đi thân xác có tự lo. Chưa, từ từ đi, tao. Để có cây sơ cuối, để cây sơ đó thì tao chạy ra cây sơ cuối nè. Đứng đó có sai đó bà. Gấu gà, ngáo gà. Vô. Giáp ta. Thằng Quy. Nó có xích đây. Mà không có AD. Má nhìn thiếu đam vãi luôn, không có AD. Bỏ đi. Chạy đi Quy. Chạy đi Quy. Thua luôn rồi. Tao chưa kịp ra nữa. Núp đó chi vậy? Tao chưa ra nữa. Không có đam, không có AD, làm gì có đam. Cáp nó lên cung kìa không. Nó đang ngày xưa cũng chưa quy được. Ông về đép đi, đừng có lên cao. Nó có ngày xưa nó đau không? Tách đau đâu? Bên nó má cáp lên cung kìa. Phải cướp luôn. Giờ mới để ý luôn á trời hả? Đau nắm hồi máu kìa. Đánh không? Đó là chưa lên nữa, tụi mày đứng trong đó rồi đi bắt. Tìm đánh không có AD, không có đam. Nghĩ nó ăn đồ báo. Trời ơi, bị cắn chát luôn rồi kìa. Thằng nào tốt quá, tụi mày. Cây sơ cuối kìa, cây sơ cuối kìa, cây sơ cuối kìa. Bếp cây sơ cuối nè. Ui giời ơi, Phú ăn Huy rồi luôn, còn cái nịt. Ôi mê nó trâu quá, không có rồi. Đẩy nó ra, ôi ai. Má mạnh quá, ấy. Mà, nó tờ hay thế. Đánh lỗi quá chịu rồi. TB cơ linh, thì anh chủ. Đèo lên nha, bay đi. Thằng T nó full dam mới chứ làm sao mà bay được. Ê, nó bay nổi không? Thua rồi. Thấy không? Em bảo rồi. Thôi được kìa, cái sơ chưa cao. Tắm nó ra, ui. Hakira yêu thương bị lật. Má đéo hiểu pha đó tao chết thì tụi mày đợi tao đi, tự nhiên đứng ra đó làm gì. Thằng T còn full dam nữa, con Yata kỹ với full dam rồi có bay được đâu. Rồi thằng T bị cắm chát luôn rồi, nó trước luôn.
nè, te ghê trời. Te đánh nó lo nó nghĩ bản thân nó không. Không đợi. Nguyễn Thị Ngoan, hai đứa cãi nhau hay sao mà bỏ hẹn hò thế? Dạ đâu có đâu. Ờ, bạn là nhất, bạn ơi, bạn là nhất. Chơi game mà muốn thắng hoài thì ai thua? Sao bật chênh lệch ha? Rồi em Tuấn rồi, hả? Tuấn mới vô trận. TB Tơ Linh, thì em mới đánh. Turn to ban. Tè gấp đầu sắp đầu nó được tính chắc 24 giờ luôn rồi không đó. Quá rồi. Có hàng sinh vào lo kìa, cho nó đi. Tao có tao kỳ cớ. Bảo bảo ngọc, đâu có đâu bà già nhây nhây bỏ hẹn hò cho mấy bé nó xù lông xíu á mà. Rồi mày muốn kỳ cớ thì mày kỳ cớ. Thằng nào đâu mình rồi. Kìa, có thằng đòi múa vào lo kìa, cho nó đi ông cốc. Cành nó báo nữa à. Nó cắm bà con người gắt của em rồi mày. Duy Long, Duy Anh, mặt cười lộn ruột. Trời Duy Long nhá. Elsu. Bảo Bảo Ngọc thì em gì? Bay nè. Nó cắp bà con Helen rồi. Cái tay đừng đi rất đi rất khó đấy. Cái tay. Yêu á, đâm ba lâm bô á, mất hay lê rồi. Việt Hùng, bốn chú bé đằng. À, nó có mỗi con diêu đi rừng có phép sư à. Là ta chi niêm biết. Đéo, nó sẽ cho một lần Yuka hay FD quá. Diêu đi mid. Ta chi đi FB. Yuka hoặc Emily. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Tấn công nhà chính. Gì tấn công nhà chính thằng nào ấy? Thằng nào ping ấy? Ngọc Minh Dương, gặp clan gì thiệt này? Ô, ta đi nhầm clan rồi. Clan gì? GBE. Ở đây nhiều đi mid. Esu đứng bẩn. Nhiều đi mid à. Em sudo sao ta chỉ ra farm lịch
Ủa? Là sao? Ủa sao Elsu đi SP hả? Ảo vậy? Elsu đi sub kìa. Tao đứng sát tường rồi sao mày ulti chết không? Mày dở. Bắn nó ra. Gì vậy? Em cứ là một người đấy mà sao? Ủa, mình đấy mà đó. Đúng là một bài luôn. Anh với ta chia anh em đứng sát tường ở lú ngay, lú cái đầu luôn, không biết lấy nội tại cái gì không? Từ tấn xuống à. Ui. Thêm còn cái nịt té lo xuống nha, cố lên. Ui còn cái nịt. Quýnh thì quýnh đi, đã có chết không rồi con tim thì đâu làm sao. Đau không? Mãi cứ qua mãi cả o thôi toàn. Chấm máu kìa, phải lo. Dạ ta. Ôi bệnh tớ, tớ. Sao mà đi vô tường? Ba bên ơi là bên. Lẹ luôn, mày đi ra ngoài được rồi, mày đi vô tường. Đấu thượng qua đó nút di chuyển bị lỗi mà. Mày lỗi chứ không di chuyển cái lỗi cái gì? Thì đó, thì nút di chuyển lỗi đó, mày cũng chịu nữa. Cây trời. Thế của em thì tốt vậy mà nó có tác dụng hơn hơn thằng đăng đi support. Ừ, hơn đăng. Ui đéo chết. Ui đéo chết. Ui follow ulti tóc biến. Ui sức cùng dịch thường kia ra sát cá nổi. Brai cũng tà ma, phế lắm. Cũng được nhưng mà phế. Tí lên thử em bắn này lên tà ma thử nha. Đừng đánh nữa. Hôm nay mình sẽ lên thử cung tập 2 cho anh em xem nhá. Phé. Sóc đam không ngon. Ui thằng Elsu nó xanh đấy. Nó mà đi AD nãy giờ chắc nó bắn tạc ỉa luôn. Má nó bị khắp map luôn ha. Đâu đùa được đâu. Ôi ông Ben này hơi non rồi đấy, ôi tắt mít của mình, đầu xanh. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Ô, máu quả không? Nó mất công ty rồi đấy. Ôi nhìn, giật ba đam chứ. Amelie nó khỏe thế. Cái gì chủ trên mất hả? Quán con men mà mất hả? Dạ. Rồi ba. Ui thằng Amelie 72, chi nó đá ra một đá, ta muốn đi gặp ông bà luôn. Nó đá muốn sẵn. Nói nữa, đã thầy hiểu cái trình rồi của mỗi đứa rồi. Má nó đá tao một đá tao đi bà luôn rồi. Ôi được rồi. Đây cắt mấy ông thần nữa rồi, ông cắt vui.
cái này không phải thần nữa mà là đồ nó trên cái cha của thần Jesus vậy. Thôi có thằng Jesus đứng trong đây luôn. Nó trâu nó mạnh kìa trời. Shut down. Má tóc đánh đéo có. Lấy cái trụ quay lụm nó luôn. Ê díu. Má nó lên cái khiên đúng không? Nó không lên khiên mà xong đánh bị giảm dư. Uya. Con mắt ở đâu đó nè. Ủa rồi sao ông Ben không đi farm? Má bù nhóc chơi nghe không farm. Quá thọt. Hồn phú ngược luôn á, nó bỏ con bình luôn, nó ra từ hồi đợt kiếp nào rồi mà nấu mang. Nó đi xuống chúng tao. Có kẻ chiến sốt bớt kia này hơi cặp. Nó không lát mà nó đứng yên ấy. Ui. Ui. Ui chết. Má nó lên đao hay nhớ không bán được luôn. Our middle lane tower is under attack. Sao thằng Ben không diệt khẩu truy ở. Ui thằng này nó đánh con Pen còn thua tao tét tướng nữa. À, để tao đánh con Pen cho không chịu đâu. Sau đó người ta gì không chi rồi tao mới chiêu một thằng này chiêu một rồi ulti rồi lấy cái gì ngược chạy. À, con xe xa đấy cho thêm một giây nữa là được rồi. Thầy ơi nhanh lên còn gì đây bó không biết nổi trụ đâu. Hãy xuống này, hãy xuống này má. Anh không thèm nói luôn giờ. Mấy kìa, mấy kìa. Ui, cái gì đọc vậy? Ui. Ui, thằng Ben. Thôi, thằng Ben này thôi. Người ta không có bay à? Có bay. Ừ, có bay kìa. Hay Huy, nó có được kinh công. Về đi, về Huy. Mất mấy này rồi. Đếp mấy đi. Tao nó ra. Tao không hiểu pha đó cả. Bao nhiêu là tao đã bên mày như nó đó rồi. Ai từ 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 thôi, thằng Ben nó non lắm, kể đi. Nó không có bay mà để mày bay sớm, nó không có bay. Duy Long, Phú Hòa, cây cây cây. Chờ Duy Long nha. Cố đi vào đó. Cố đi ulti vào. Bảo ulti. Thôi lo hứa quá. Thôi lo nó gặp con Jill nó khóc cười đó múa. Jill nó không có lên sát đâu hại. Nó không có đàn, nó lên đội đó, nó không có đàn chiều cuối. Nó chỉ đàn tay thôi. Đàn tay chiều 1 thôi. Má đéo hiểu sao đi rừng tao cấp 11 mà nó cấp 10 luôn. Nó tôm kìa. Bay kìa, lụm con ở đây đi. Mày. Tấn công từ địch. Shuka. Tiếng thua chủ cái này mấy ông cóc coi. Ừ hay chứ bây giờ lại lên sao thì mọi mặt vô mấy chú phải thua chủ không đâu. Nó đánh nó không có gan gọi là gan ép đâu. Nó đánh của đang giao thông hiểu. Nó lên đồ cũng ngu nữa. Phải lo tương 2. Hay quá phải rồi. Này mày đã làm ta cũng chút tin tưởng như mày rồi. Thằng ta chi lên kìa. Đừng làm mất người. Ta chỉ là bạn. Có chịu không? Mày có chịu không? Tụi phải lo hay kìa. Có, thì nó có cái gì hay. Hay quá Phlo ơi. Nó lắc nhẹ luôn rồi mày. Đó đánh hay. Có
Mà nó đánh được mà mấy thằng này tương tự không phải đánh được. Thì lên nó hồi chiêu đi. Không cần ngọc 10% à. Đare yori mo saki ni ore ga kono te de tao. Kế sao à? Cái mồm nó mồm. Thằng Emily nó cầm mắt cây nhà bãi. Emily nó đâu cầm ít. Yên nó cầm du hiệp mà. Ừ nó cầm du hiệp mà nó chưa hát cây nó lập chậm mình để nó đá. Nó để nó lập chậm mình để nó đá đấy. Cây sơ đi ăn cây sơ. Nó giỏng bấm bấm. Nó giỏng bấm bấm với nó đá. Cái sơ chạy xuống rồng chi vậy? Cái ăn đi này. Con ta chi là bạn đó. Ta chỉ là bạn. Ngọc Minh Dương, em xin off 20 phút có xíu vải kích nhé. Có xíu vải kích? Cái gì vậy? Ơi thằng gấu. Ơi sao tim hai kia ở trên kia? Con rồng nó mất kệ. Ui không cướp được. Ui má chấm máu không cướp được. Toàn hả? Ủa? Con hỏng máu không à? Bảo bảo Ngọc, bye bye. Mẹ nó. Lướt vào không cướp được cây thế. Đâu phải đó Ngọc hất lên thầy. Không phải đó nó hất rồi tao mới vào. Mà không cướp không đủ đam. Mày cùng nhìn em với góc đi máy. Em đứng chết thằng cho mưa bởi nó ghi hai đào rồi. Không cướp được tại Ngọc Minh Dương quá. Bà Google của Săn bị gì vậy chiều? Tại Ngọc Minh Dương không có đang chơi cái đi quái kích quái cực là mất tập trung. Ngọc Minh Dương này thiệt. Ê, ta thấy cái kỹ thuật này hay á. Cái kỹ thuật con em tua mà cảm thấy đi support hay nhỉ. Đúng rồi, support thì cái con đi boss phải mạnh cơ. Phải đam mà tự xử được mới được. Thì đấy, nó mới đưa con tay kia. Nó mới đưa con tay kia. Tao dí mày thấy mẹ ở kìa. Má nó đã đeo xuống ghê thế. Nó lụm con pen nó ngoài gồi luôn, đốt 4 kill. Chơi game không biết không loa. Thất tôn. Bảo bảo nó, đổ thề nhưỡng. Sai á. Mẹ tụi mày. Tao quăng chiêu chúng hai đứa chết luôn rồi. Làm to thế. Ổng ra lại 2 cân 5, 3 cân 5, 3 cân 5. Ngọc Minh Dương, đồ thừa ít thôi nha ba. Mày là tao bật mod nghiêm túc rồi chém hết. Mày là cái nó không? Bài đây. Trời ơi tao mà. Nó bằng xương đợi tí. Rồi win đi. Không được rồi, lính này đi chậm 10 PA rồi. Bảo bảo Ngọc, hay kia. Trời ơi, pha này khen làm gì chơi, mấy pha cơ bản anh làm miếng cơ mà. Trời ơi, hay gáy nữa, pha đó em ăn nhiêm giết 2 mạng cho hay. Pha đó tao không chém ở sau lưng rồi mày chết rồi. Ủa, mày thấy em đợi chay không? Mày ăn bớn muối nhờ. Ăn rồi thì tẩu không à. Để lên thì mày cuốn. Mày ta chỉ là bạn, mày. Mày ta chỉ là bạn. Ta chỉ là bạn. Bỏ màu vậy. Cây sơ đây cuối kìa. Đi đi bỏ kìa đâu này. Con mắt ngay bụi bên đây nha. Bà cái bảo bảo Ngọc hay nữa. Để quái nó tao đi. Từ từ để quái nó quýt em cái gì mà tí máu. Xin ra cuối nhà. Quýt tao đi. Ok. Đấy. Quýt tao mà tí máu. Ta chỉ là bạn. Đếp lính kìa. Chơi nè. Ui. Eo su nhau. Ê nó mất ulti rồi bỏ đi. Eo su kìa. Nó mất ulti. Tao cũng mất. Không có flash. Ui thằng gấu. Ghê thế. Và đó nó nhảy vào lú luôn ấy. Bảo bảo Ngọc, chồng ai vậy? Chụt. Bị chết sai từ từ. Má nó thiếu cái giáp hồi sinh, có cái giáp hồi sinh mới hộ báo được. Emily kìa, Emily kìa, muốn lấy Flo. Kêu thơm, kêu thơm. Flo này đánh được ha, Flo này bên tăng đánh được. Thất tôn. Lên này. Ơi cái gì đấy fan.
cái gì bay ghê như quỷ thần ấy. Ui bị nó cống máu rồi. Thôi từ. Ta chỉ là bạn kìa. Ui. Từ từ game nó yếu à, tem nó yếu à. Cái gì đấy? Sao thằng tem vẫn chết vậy? Tắm nó vô tường. Không có tắm. Bye bye. Tao tim chết hết rồi. Ê Su còn chém máu báo không. Ta chỉ là bạn làm gì đây. Ta chỉ là bạn, ta chỉ là bạn chém Su. Áp blast lên. Chém nha, chém nha. Cắt nha. Nha nha. Nha đẹp. Mẹ nó bất lực. Thằng quên. Bảo quá bao. Và nó không có bất tử thánh thân. Chấm mau. Ben coi cướp bùa Ben. Từ từ mới đi bộ ngu thế. Chấm hỏi gì chiến. Trời ơi. Thua bằng thực lực rồi. Thằng này đúng là thua bằng thực lực đấy. Má thầy rất hay nhưng tụi em rất tiếc là tụi em có những quả hoa Má thằng rừng quá tiếc cái thằng rừng này quá nư. Chẳng qua đi. Mấy thằng gần ấy chơi được từ từ. Mấy mất lên rồi đừng chơi nữa kìa. Má thằng gần đầu đất. Thề luôn. Em Phaser đừng cho nó đẩy chủ. Thằng Ben chết đấy nè. Mẹ thằng rừng. Má mày cục. Mày tả thế. Tao quạt hết rồi đấy. Mẹ. Ủa quá gánh gì sao gánh nổi luôn. Thiệt luôn á. Không hiểu luôn á. À đánh cực bật ra như thế rồi. À chưa thấy thằng nào bị support hay như mấy mà vẫn thua. Thiệt luôn á. Nè. Chưa thấy thằng nào ngu với thằng nào luôn. Bảo Bảo Ngọc, bé chơi với. Bảo. Ổn đấy thầy. Thầy nãy đánh gần là biết ngu rồi. Mà khổ vai đai luôn. Rồi, tới rồi, tới mà rồi, tới rồi. Bố cả trận chưa lên chiến tướng thì thắng 4-9. Đức Tuấn Nguyễn, hello. Ván sao thì không rồi. Lộn nó bấm đầu ma không hiểu luôn á. Thề biết hiểu sao. Ma người ta cướp gần người ta đứng ngay cho bộ người lô đây đéo đi vô bụi mít làm gì hết trời. Không được sớm. Trời quá tao cũng nhức đầu thiệt luôn. Rồi cho con người yêu ông vào gì đi. Má hàng lộn nó có xem like của thầy không vậy? Quýnh ngu vậy? Nó ăn con cặt gì ngu vậy? Bu lộn. Đều hiểu vậy? Từ trôi hiểu làm hết rồi. Cái pha mày đánh blast guy như thế rồi. Tao đâu mất sao nhưng mà tao tức. Thằng nào đi support như tao kìa. Không mất sao nhưng mà tức. Má đồng đội làm như vậy không đánh được. Gì vậy thầy? Căng thẳng vậy? Nghỉ game đi. Thằng Ben nó có xem like tao rồi hay nói thiệt mày nghỉ game đi.
Mày đi mày nghe vào. Mày ham vô. Facebook của bạn này là ai? Hack bay Facebook rồi. Để quấn con Ben lại cho phép nó nhận ha. Thôi, mày làm con người đi, để tao cầm con Ben cũng được, mày đừng có cầm. Cái đấu của tao tuổi thua. Quấn con game trầm cảm à. Trầm cảm xong, trầm cảm má đánh như thế rồi. Ai vậy? Nào vậy? Chấm cảm. Đéo hiểu luôn. Đi ăn xì xa, đi ăn một mình xong để tụi nó giết. Mẹ hên đâu mình dây cướp được. Thì nó combo mới hài. Má người ta chiêu cuối xong rồi mới chiêu một xong rồi chiêu cuối lấy gì gượt nó. Rồi lấy nội tại đâu quýnh nó. Thằng Ben quýnh hay gì vậy? Ai quýnh Ben đi. Thằng bút bẩn ấy, mấy thằng ghẻ gách đầu trâu ấy. Mấy thằng mà không có trình mà cứ chơi game ấy, đúng không Nam? Nhất là cái thằng Huy á. Để Nam quýnh con Ben lại cho tụi nó coi. Má đã cái pha đầu nha. Em kêu quýnh đi, em có level 4 rồi. Ảnh bật chiêu ảnh chạy, xíu em chết xong ảnh mới bật ulti lại ảnh quýnh. Má wow không? Vô đi, sao không vào? Đánh. Ủa ai, đánh. Ai chúng không? Sao không vào đi ông tốt? Có cái cúp còn không lấy được, ghẻ cách thế. Cho lên và hàng, cho lên hình. Cho lên hình rồi. Vô đi nấu rồi. Cho nổi tiếng sau một đêm luôn. Ghê thế. Trận cuối, xong trận này em ngưng luôn. Đau đầu quá nhất rồi. Đánh một game 2 mấy phút. Trầm cảm bà luôn, đánh có bà ra như thế rồi. Anh ra một phá nha mọi người. Tha đi. Cắm bà da đi tụi mày. Ừ, đem cắm còn ai da. Cắm Chanel luôn. Cắm Alex luôn rồi, cắm băng con đó này. Bung win thì cắm đi. Ơ kìa, thay vì cắm con đó, cắm con này nè ba. À, cắm con đó chị hãy. Mày cắm con đó rồi mới chết đấy, team mình chết chứ mày team bạn chết, mày hiểu không? Sao còn cái này được đâu được. Đâu. Đụng mấy cái này đi anh. Nó thấy đó. Ơi. Đang để đánh bên ta ba ngày. Thôi đi tốt được đang ơi. Đi tốt đi. Đi tốt đi, mày đi mít đi, đem đi tốt. Thôi đi tốt vô. Đi tốt rồi. Đi tốt gặp. Anh đi mít được mà. Đi tốt đi. Nguyễn Giang, Huy Gớt. Huy, trả lời bất ngờ vô Huy. Huy. Ủa? Ủa trả lời bất đâu? Có ai lên không? Ui ơi, đi tốt đổ lại. Đâu ơi. Lỗ bài ơi. Lộ bạn Ben đi rừng thôi. Mình thường biết Ben đã hết 90% đi rừng rồi, ai chả biết. Bích con quy và con ri ma cũng được. Mày đánh được con men nào? Quy đánh được con men cho nó. Quy đánh được con men cho nó. Biết chơi jeep không? Thôi, toàn. Chanel đi, chồng con Chanel đi. Con jeep thôi. Chanel hả? Nguyễn Giang, sao không Bright thầy? Chanel. Thôi mới đánh Bright trực chứ xong rồi chậm cảm thôi. Chanel nữa, mày cấm con Pena là mày sai cái game này rồi. Rồi đánh luôn đi nha. Cấm báo luôn. Cấm báo. Rồi đi nghe đi. Kìa, hỏi kìa. Báo rồi, báo rồi. Em đi tốt
đổi người Huy, đưa ngang Nam đi tới với tôi không Huy? Điện thoại ta sao 45 tuổi xe luôn. Mua cái cục trò lạnh của thầy bán gắn vô. Tao đang gắn nè. Nó phụ không bớt. Ghê vậy, Nam cực miền luôn à, ghê vậy. Chào mừng đến với Bình Nguyên vô tận. Thằng Nam nó đánh con, nó đánh được mỗi con ra chứ nó có đánh được con nào nữa đâu. Ghê thôi, Nam thôi. Đi vô đâu rồi. Ông cái gì làm? Ờ, tem nó hai smile kìa. Canh rừng cho nó đi. But I'm stronger. Để ở canh rừng cho tao nha. Nó cướp nè. The red clouds of sunset. The clear water of the deep sea. Thầy nó cướp kìa mày. Sao anh kéo con bùa ra mà em không cho nó đi ra? Qua cướp anh, qua cướp anh. Qua cướp lại đi, qua anh kéo nó ra, em đi vô cho nó đánh làm gì? Em chơi vô nữa nó đánh là nó không ra đâu. Cướp anh Nam. Cướp đi qua. Rồi, cướp đi. Thằng lắc nó không ăn được red nha. Nó mất luôn thằng con váy nhỏ. Fly through the sky. Mất luôn. Tao cướp và tao cướp xong chứ tao không cướp rồi. Ai 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 ăn này luôn, ăn này luôn. Con nào? Tao cướp và tao cướp sạch tao đâu có nhiều đâu. Tao đâu có giấc. Thầy đánh luôn nè, ông cốc xuống tới nè. Nắc lên 4 rồi nha, nắc lên 4 rồi đó. Nắc kìa. Đánh được rồi, đánh đi, nắc chưa 4. Thằng Nam nó còn học kinh nghiệm hơn tao ấy. Tao còn ăn được hai con quái gì mà. Trời ơi. Đó kìa. Buồn mẹ mắt rồi thằng Nam. Thằng mắt rồi nè. Được sang nha. Có máu nè, chưng phát. Ui. Nó 4 mà còn cái gì luôn. Nó ulti rồi. Phải là kêu thằng Nam mà. Mẹ không chết kìa, chấm máu. Toàn cái gì vậy? Quả là ngang ăn trước là mình thua ấy. Cú đó không ăn, cũng bị ép ăn. Rồi nó bắn tới. Cái đó mày không trừng phạt được. Mà đây em thấy Smile đâu, Smile em giờ mới hồi nè. Ơi thằng Josh. À, vừa nãy giờ kêu đừng ăn mà. Ôi Smile mày đứng này ăn làm gì vậy? Smile em giờ mới hồi. Ok, ok. Ôi thằng Toàn. Lắc rồi, từ từ. Tao chơi ban chứ mấy thằng kia chơi ban đâu. Đấm nó vô tượng. Ôi sao không đấm nó vô tượng thằng Huy? Cái gì? Ăn được rét luôn á. Má nó lướt cho người mày rồi mày không đấm nó. Bắt đầu, quên nữa, quên đi. Đang soi map ở phía đường dưới mà. Em quên đó. Mày hiểu không? Ok, sao này đá nó kìa. The red cloud. Tao tính bắn cho mày ăn, mày đá nó rồi, mày combo như cái đeo đúng rồi. Đừng có nhảy vào như vậy. Không cần phải nhảy vào đâu, nhảy vào nó hồi máu đấy. Cần hỗ trợ. Đang từ đây xa cho mày. Lấy bụi ra. Xích. Ulti. Ulti. Không khóc đâu. Nhảy vô.
Thôi bỏ đi, bỏ đi. Đang ai còn bay không đang ai đang ai đang ai còn bay không đang ai đây đang đây đang 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 có bài rất cứu 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 đi ơi không tí đâu oh my god biết tại sao sáng tại nó phế rồi trời ơi hấu ơi thầy khóc rồi. Tower has been destroyed. À, không khóc cả rồi. À, lúc mà đây bị chụp lại á, hấu bay thẳng vô đầu ở đây luôn. Vidalin, thằng nào bị chụp là bay thẳng vô đầu thằng đó, không có phải. Chúng đạn. Kê. Chết. Đấy nó còn bắn thương nha. Hai. Lấy mít luôn. Chúng đạn này, chúng đạn này. Người ta này. Đâu đây. Ghê không? Đạn to quá mày. Mày thấy cái cặp này trên TikTok là bắn ulti là thằng Pen bay vào ấy. Clear water of the deep sea. Nè, hát ui. Không chết được nó à. Được rồi, lấy chuỗi. Cả trên kìa. Đếp bên đây, đang tới giờ, đếp rồi đen. Đang ơi. Khỏi đếp, về tấm luôn. Có đạn nè. Có đạn nè. Bắn vô kinh công cái này. Đang bay đi, bay đi, có hấu bay vô luôn rồi đang. Thôi, đừng tin tưởng, đừng. Gì lăng, 75. Chơi, bay đi. Anh tiêu rồi. Đừng, quốc. Có đạn 3 giây nữa, 3 giây nó có đạn. Chơi này. Ôi ơi. Ủa sao nhảy ngược lại? What? Cái sao đây? 11 giây nó mới có đạn. Mà sao pha đó con quái nó giết được hay thế? Hay. Giấu anh Tây rồi. Cái sao Ben đây? Giấu anh Tây rồi. Ủa cái chiêu của con Lavi tặng được cái chiêu của con ấy. Nó xích. Có chừng nó xích. Ừ rồi mày xích đi, xích đi. Mày xích. Ôi dồi ôi. Ulti sớm thế. Ulti hơi lộn người á.
ulti sớm vậy? Cái người em cần lên đây. Em phải nói là win game xong rồi em mới ulti chứ. Phần này ulti hơi sớm nha. Đạn à, có đạn à. Ui xém. Sau đó em phải đợi nhà chính bể rồi em ulti nó mới đẹp. Hấu là ulti ghê lắm, ulti toàn là team đánh xong hết rồi hấu mới ulti lên hit. Ôi nam áp ca thầy ơi. Ơ sao thằng nam bây giờ ấy. Con về cánh. Ngọc Minh Dương, Minh quay lại rồi. Chào Ngọc Minh Dương ha. Nãy giờ người ta chửi em quá trời Ngọc Minh Dương ơi. Nhỏ vô không hiểu gì hết. Có đạn này, có đạn này, có ai. Ê, John nè. Bắn mít nè. Thôi trượt mẹ rồi. Ui thầy ơi. Sao bấm nhanh quá. Có thằng ngu Faina cái gì Arum đó. Về đi, về đi, về. Thằng quý. Ui rồi flash theo làm Ngọc gì vậy? Có hay kìa. Chửi gì anh? Chửi em ấy, chửi em ốc đất, hầu đầu đất thì ốc biểu cái gì em lum. Xong rồi em xong rồi đó. Mít đi, mít đi, mít đi. Gì mày đánh non kìa. Gì vậy? Flash lên xích luôn kìa. Phải lát luôn hả? Thằng Quy Lê Hoàng Thanh Thanh đi phim hay ngược ai đi ạ? Ôi cái gì con HP chip bờ đấy. Ui nó còn ulti. Chạy đi. Chạy đi. Nhìn mày biển mới như bê. Ơ kìa, chơi game trừng phạt kìa. Thí mẹ tôi rồi. Chạy đi. Bắt vô ngay. Trời ơi, Sineo không được về luôn. Về đâu cái nhà đã bán ớt cũng còn lết lết được kìa. Đó, xích rồi, đó, xích rồi, đó, xích rồi, alo, alo, alo. Alo, alo, alo. Ui, ui, thằng Ben bay xa thế. Đẹp lâu quá. Thằng Ben bay gì xa vậy? Game mày vô đâu cần sách đâu hả? Cần chứ, con ăn rung trà bá này mình không thấy à. Arum lo được, Arum lo được. Học trò nó giếng nó nè, nó Ngọc Nhân Dương, anh chửi em đúng không? Có đạn. Thằng gió này từ từ. Tắm hai thằng. Hai ơi. Có đạn luôn. Lụm luôn. Nặng hết rồi. Rồi luôn win luôn. Xét rồi kìa, đấm nó đi. Vì mày, hai cây óc em cho. Hay chào em chưa? Sao mày nhắn cái béo gì không có đúng chính tả gì vậy? Rồi win đi. Bắn mình té đái vô quần luôn nè. Ừ, mày, nãy giờ thầy chơi được bao nhiêu con sàm sàm rồi thầy? Bắn chủ đi, ra đây đâu, không bắn chủ đi, đậu xanh. Bắn chủ đi, ra đây cu vậy. Mà nhờ tao tách khỏi hấu tao mới xanh đây. Đi với hấu là tao luôn cai đầu. Huy mạnh, quên tắt Unity tại đây. Đánh chết hết rồi, hay mới bắn chủ quách được. Cái gì? Tao bắn chủ nhưng mà chủ nó không nổ ấy. Hấu làm hết rồi mà. Thôi má, cuộc đời tao đầu game đau khổ vậy. Đấy, đừng cần Hagu mới xích tao mấy lần mà không có ulti. Ngọc Minh Dương, học đồ thừa giống thầy rồi. Má đánh quỳ hay đến như thế rồi. Trầm cảm. Có Ngọc Minh Dương à. Ma thằng học nữa toàn. Ủa học chưa lên cao hủ nữa hả? Học vào game toàn mè rồi.
chơi nó còn sàm sàm. Nhìn mạnh, MST toàn nhường mạng chất thì toàn xanh. Má vậy mà để em ẩn vô cái chết hết hai hằng. Này là mẹ toàn mét mẹ mới được. Không biết mẹ còn xem la không ta. Mẹ ơi hấu đánh thế này con chết rồi. Được rồi. Đi ăn gió rồi. Đừng mét nữa. Mẹ ơi hấu ở nhà không đi chơi để ngồi xem live bình thường. Hấu vô hấu ám rồi. Vô đây bà nội. Di Long, cây. Mẹ con xem live không Di Long? Một bàn cao vòng cửa luôn mà còn mét đùng. Em đi rồng muốn mà. Mày đi AD đi mày, tao nhường AD cho mày á. Không. Má, cái cuộc đời tao đi AD chưa bao giờ khổ vậy. Má, không ai gúng xích trước mặt luôn. Thế neo đứng kế bên, đi ở cái OT là tao sống. Hay nhu cụ cài. Nhưng đéo. Tao chết trong sự bất lực. Nhưng mà neo kêu là không, để ở đây chết đi. Không khóc đâu. Rất là hảo hán luôn, thật sự rất là hảo hán. Mẹ còn xem live không nữa, mẹ đâu thấy cảnh này đâu. Mẹ cũng đâu có hiểu đâu, mẹ không hiểu gì đâu. Mẹ vô để ngắm con rể mẹ thôi chứ mẹ có hiểu cái này gì. Di Long, học is the best, mặt cười nhộn ruột. Nể không, nể không, mày thấy nể không? Tụi mày nể chưa, chứ tao là tao nể lắm rồi đó. Ơ, em của em đi nhờ. Cái sao đi cắm hay lên vậy? Cho bà hấu bà chơi hay lên chứ bà chơi con gì đâu trời. Nữa thôi chơi đại con gì cũng được. Rồi thôi xong. Xin nhược đi. Aya xin nhược đi. Làm ơn. Aya đem xin nhược đi. Ai ta đi AD. Mày đi AD đi học. Không. Di Long, ta nhà bộc phá, mặt cười lộn ruột. Aya xin nhược đi. Làm ơn đi. Mà nó thằng nào AD đây kìa. Về đây. Đi kéo mày đấy. Support Terry sao lắm. Ở kia Huy đi răng lên. Thôi tự cứu mình luôn đi, tự cứu lấy mình luôn. Tự cứu mà phải chơi hai tay ấy, đi mình. Tự cứu mà mày chơi con này toàn. Không. Em muốn mọi người viên thuốc an thần trước đây nha. Đúng. Em xin nhận bà Win á. Gì lòng, toàn sao được anh mặt cười lượn ruột. Anh em làm viên thuốc hoặc là để cái tiêm thuốc an thần đó sẵn thì tí mà lên cái là chích vô liền không à. Toàn. Di Long, thuốc an thần em có này anh, mặt cười lộn ruột. Ship đi, anh cần thuốc an thần gấp. An em thành an thần luôn, không đánh gì nữa. Anh Nam đánh xong chuyện này đổi thành an thần. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tân. Không, không khóc đâu. Di Long, nhiều không anh? Ship cho anh ba dĩ em ơi.
người từng trải để cặp bé cứu vừa không nghi đâu. Xếp ba dĩ thuốc ăn thần đi chứ anh chia cho khán giả anh xem nữa chứ, má sốc lắm. Cho em một dĩ với thầy ơi, em muốn một dĩ luôn chứ em muốn một dĩ. Má là mày thấy cham AD mà né cái len AD là mày biết cỡ nào rồi đấy. Chỉ, mặt cười lộn ruột. No mountains are too high to climb. Ok ạ. Rồi. Thì em bắt có chim. À hay quá. À, cua đi qua đi lại sao ăn được. Bà liệu an thần cho anh sang. Mặt cười lộn ruột khô phê. Đi xuống dưới, đi xuống dưới. Ok ok xuống dưới à. Kéo hụt rồi, kéo hụt rồi. Nó lướt rồi, nó lướt rồi. Mày nhức kích đó. Ở kìa. Trời ơi mắt tôi. Trời ơi mắt tôi. Mày nhức kích không hai lần. Ai tha làm em đi ơi. Ôi coi thấy gì đâu đúng không? Xin lo săn cánh cụt. Mày bị sao ấy? Tao thấy nước ra làm em rồi. Đéo hiểu một pha lướt đập mặt cho tường nhất kích thục. Thần đồng. Ủa coi nhất kích ai đâu thấy gì đâu trời. Mày bị sao? Thấy hết nhà, thấy hết nhà, thấy hết nhà. Trời ơi, chết rồi. Cứu ai da. Ủa nó xuống rồi. Nhưng mà không sao lấy cái chiếc con đồ với con mít tao lời vậy. Lời. Lại lời. Lời chứ còn kẹt gì nữa mẹ mày. Ừ nhưng mà sao ai chết đi. Má thằng Huy ngu thế. Thì không có lại đâu. Ok ok. Nữa. Không sao không sao, sao mà chết được. Rút lui. Hãy con ti này, con ti nào mà anh thế mày. Vô. Cảm ơn Quang. Chúc cái lịch. Chỉ có bay 25 giây nữa, tụi bay đứng đợi tao 25 giây đi. Con lâu khi nào trong đây lướt ra tạc cứu hồn. Kinh công nè. Cái sơ nè. Lâu kìa. Má thằng được, ế nó ăn cái sơ này. Báo rồi mà. Tao ăn luôn rồi. Kìa cái S này, kìa cái đĩa. Cô mẹ thằng học. Ê cứu học ơi, học ơi. Ăn xong rồi cứu người đi. Mày ăn cứt đá bô à. Nhất kích. Ai đó ai. Mẹ nó mình bay như đúng rồi nó luôn. Nó đánh nội tại nó ăn. Mẹ mày. Mày làm con người đi không học. Xin lòng, thầy nói vậy thì người tên AD hay quá, AD chịu được áp lực tốt quá. Chứ hồi sáng mà đi DSP với lại Ngọc Ni tao cũng chịu luôn á. Ê, đừng giết, thôi kìa. Thôi, thằng đồng. Ngọc Minh Dương, tha. Cái gì đây? Nhớ thấy cái gì đây? Ui sợ tay. Ui trời ơi. Thằng lâu sợ liền. Má người bên tài DSP chắc khóc quá. Má thằng lâu nó cứ thấy mình là lướt ra. Vì là lướt ra nó chết mà nó cứ lướt ra hoài lại sao ta. Tại nó thích lướt lại. Lên cái này cho nó trầu trầu tí. Có thằng ăn cướp bồ mày kìa. Này lướt lên đi Long. Tao đây nè lướt lên đi. Lướt lên xong rồi bật đại phán xét các thứ các kiểu này điểu đi. Có lướt về à? Không lướt lên. Xuống nè 2 mạng di động nè.
xuống nè, chơi đi chơi đi anh em, chơi đi chơi đi chơi đi chơi đi, đã thằng Quang kìa, đã thằng Quang nè, bay đi bay đi bay đi, nó kéo nó kéo đi, xung bắt xung bắt xung bắt xung bắt xung bắt xung bắt, chồng áo ơi chồng áo ơi, kẹt kẹt kẹt, ui trời ơi không biết, đâu mấy mọi người ơi. Đấy, bày ra tài ghê ông học. Mày lại báo tao chơi mấy con sạch sàng. Trời ơi, mày đã rồi. Không, bữa tao lên Yata phu chí mạng của Nguyên nữa kìa. Cái điểm bay cái gì nó kéo vô cái đầu dính cứng ngắc luôn. Ôi, tha đi, tha wow, thằng người gắt ở đâu ra ấy? Vụ nó ra. Thằng ra rắc mất phút rồi đấy. Không bị sợ. Thằng vừa lo chết này, mày coi vừa lo chết ngu như con bò. Thằng vừa lo chết này, ý, ở gì vậy? Thằng người gắt làm gì đây? Yếu hết kìa, yếu hết kìa, la view, la view, la view. Bắn đi la view. Phải lát vô tường, thôi bắn đi, ui giời ơi. Không ai chết hề. Xinh. Trời ơi, game này có hấu mà cũng win nữa hả? Your team has destroyed a tower. Kê sơ đi. Ôi, ai cướp blue vậy? Tìm ai cướp rồi. Má nó ai cướp blue mẹ cái thế? Ngọc Minh Dương. Má team nó thọt ra bọn cướp à. Bên red rồi, bên red, bên red, bên red rồi. Cướp red. Má team nó cướp red. Cướp rồi. Team nó cướp red luôn rồi, đậu xanh á. Mới phải cầu kéo thế nó bụi mít à, nó bụi mít à, nó bụi mít à. Nè, cầu kéo hết rồi. Bắn nào. Tiêu nó cướp blue, cướp red tùm lum hết. Chúng ghè lao vô đi, bay vô mà hút đi. Thôi thằng Flo làm gì kìa. Ui, quả đây là Flo lo Tino, chơi đây. Có lại nha, có lại. Ui, không có tầm để đánh thường. Nó kéo thầy, tao. Thôi, người gắt làm gì vậy? Ui, ai da, chạy qua đây nhanh lên. Lướt chiêu 2 lên. Ui, thôi còn cái điệp. Nghe từ này là một mình đang giết để không ai phụ à. Ủa, không chết. Cây thế. Má lướt như thế mà thiếu máu kìa. Nè bắn đạn quang nè. Bên đó bên nhà đấu luôn á, Trúng lâu. Đúng cái gì? Đúng đâu? Mũi à. Trời ơi. Có mục tiêu đi ăn rồng đấy kìa. Trúng giống. Ui con lâu nó không nằm rồi. Thì đuôi em vào con năm đi chị. Sợ gì? Chơi nè, nó dí là chơi nè. Ui thằng Flo làm gì đây? Ôi kìa. Yếu hết kìa. Ngọc Minh Dương lấy máu cuối để cùng đó, để tao. Bay cho đã ăn được con thằng người ta. Chúng rồi. Cái sơ đây. Thấu ơi. Lưu ma chấm máu kìa. Ăn rồng mà. Đồng ý.
Chúng rồi kìa, chúng tặng thân quán kìa. Ôi luôn thằng Ali lên cao thế. Ai đó ai? Ui ui ui, cứu. Một bắn hết. Không có tao bao dùng đam là mày toan rồi đấy. Má ai cướp bùa đỏ kìa? Vai hồn. Vai hồn. Ở cướp của ai? Ngọc Minh Dương, còn gà gà gì cứ bị cắm mặt này. Mẹ hèo sữa gì trúng hồi. Winner mọi người ơi. Kẻ thế cũng không trúng được kìa. Cái này. Ba cái chủ yếu rồi nè, cái chủ yếu rồi. Kết. À, Labi bị kéo giải. Cú ơi. Ui, con gián. Cú. Cú đang. Ai quan chúng à? Mấy con gián biểu. Your team has destroyed a tower. Ngọc Minh Dương, bày cái trụ, rời. Ghê không? Bay cái chủ luôn mà, anh bay chủ ghê lắm. Game win, má win ghê trời. Game này win được luôn hả? Em bạn non thế. Nè, bắn AD mà sao win? Ghê quá, làm đi AD đi. Nhường mày đi AD đấy. Thằng nào hàng năm ai chỉ có thể là thằng học thôi. Đủ thằng ông MVP ba. Shall I compare thee to nãy mua cầu kiếu mấy chục ghê trời. Ui hấu ơi hấu thằng không có gì mà không có gì bất ngờ. Không có gì bất ngờ khi hấu thằng năm. Nguyễn Thị Thu Thảo thì thầy báo. Thôi Thu Thảo nha. Không có gì bất ngờ khi hấu thằng năm, không có gì bất ngờ. Chưa off à? Tưởng thay off rồi. Mới lại có tiếng máy rồi mà. Không có gì bất ngờ. Ngọc Minh Dương, ha ha, hạng năm chỉ có thể là học cười ẻ. Nguyễn Thị Thu Thảo, thi thầy. Thi em nhá. Vào đi. Rồi. Ơ, nghỉ hả? Không phải. Nghỉ sớm á. Nghỉ rồi. Quy bò chữa nó, ra ra được. Hai mấy vô thầy ơi. Mấy thằng tỉnh hơi toàn nguồn. Chờ chút. Kìa sao vào rồi. Thì mảnh cơ. Nguyễn Việt Cường, khó vô ta. Tên mình ta.
Ngọc Minh Dương, chơi game không SS. Huy Mạnh, cái không có con gì kia vậy? Pena, mày không nhìn thấy con Pena? Pena này hả? Sinh nhật 5 tuổi con Pena. Mà chứ nó chưa ra skin thì phải. Huy Mạnh, nhỏ thế. Bự mà. Để cho mày coi. Đấy. Con Pena này. Mày, đâu nhỏ mà. Bự chưa, đầu đất à. Thấy bự chưa? Vú à. Rồi, được chưa? Em mà chưa biết sẵn sàng mà xong á. Huy Mạnh, là dôm cái đờ gì đấy thầy tà răm vãi nhớ. Để em hóa hình ông bực cho thầy á. Quên ơi, vì sao con buồn hết xuân. Huy Mạnh, em bảo ảnh nhỏ thầy toàn nghĩ gì đâu. Mày kêu nhỏ. Thì tao dôm ảnh to ra nè, mày không thấy ảnh to à. Huy Mạnh, nhưng mà sai gì vậy nhỉ? Sai á? Chị Hấu đâu? Chị Hấu đâu? Thằng Học muốn xem tao bơm to cho mày ra rồi còn sai gì nữa. Hấu đâu nữa rồi? Thầy tài răm quá. Mai Hấu đâu? Hấu à. Nhưng mà nhìn cute không? Bình thường. Ai. À, con vẫn chưa. Sao văn hoài vậy? Không biết. Nam đâu? Mời chị Nam đi. Thì về tôi lên, okay, mời em Nam đi. Ba. Full slot thôi. Nam khóc rồi. Có ai đấy mà. Huy Mạnh, thích em đường cách mình. Nè, không sẵn sàng vậy mà. Thầy không. À. Thầy khóc rồi. Ủa mắt gì khóc má? Khóc rồi gì hay lên nhỏ quá. Đi má. Má đưa em đến con gì leo cớ bên. Ủa
Huy mạnh, mặt thầy nhìn như mặt thầy vậy. Trời, thầy chiếc kim nhiều dữ trời. Ê, 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 lấy cái chiếc kim mới á thầy. Chiếc kim này long long á. Ai như mình không có chiếc kim. Ê, cái skin red mới là gì long long đúng không? Ủa con đâu có skin red mới đâu. Có mảnh lôi quang skin bán 399 á. Mảnh lôi thần quyền à. Có khác gì cái skin ở này đâu. Thôi lên đi. Em chưa biết. Cái skin nó khó nào quýnh không? Tao quýnh thử cho xem. Skin sấm sét. Ờ quýnh đi, quýnh đi. Ừ đúng rồi, skin nó bữa bán hay đúng không? Ờ mà bán rồi, rẻ hiệu à. Bữa nó bán có 199 à. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Chứ đi đâu em? Đi đây đi nè. Đây đây đi. Ôi tôn đi, có gì chuyển với anh nha, xinh. Được, được hết làm được. Rồi. Rồi đi. Quay skin ra cho chúng biết mình có. Hay hay thì anh muốn đổi đi để em đi AD cho. Không muốn ai. Chỉ cần muốn nhờ trận này hạch tìm nó đã luôn, đánh quy hạch tìm nó đã luôn. Ngọc Minh Dương chấm. Chào Ngọc Minh Dương nha. Điều gì à? Ghê à. A Ahu DSB cầm má chú. Ghê à. Airi thì đi cầm luyện kim. Chào mừng trời. Đến với Bình Nguyên Vô Tận. Ba Bình Hoàng đi cầm má chú. Thôi là game mày lên đều nha. Ôi Airi luôn kìa, Airi báo luôn kìa, ghê à. Anh cầm Airi kìa. Ghê à, để về đầu luôn. Đầu game á, thầy quýnh thầy cứ quýnh đi, tụi nó không quýnh lại thầy đâu, tụi nó bên cụ lắm. Rồi, Ngọc Minh Dương, hờ bà Google đọc như kiêu cây. Qua cướp nhau, qua cướp nhau ơi. Về kìa. Đánh được mà, không sao đâu.
Anh Thu nó còn kêu quá nha. Chỗ này đây. Mẹ cây thế. Tước vào dính không gió. Thằng này đè hút gió nhanh vậy. Tiền đã. Không đủ đam mà. Luôn. Nè Nam ơi. Chạy đã lúc quýnh chưa? Vẫn chưa có kịch hay. Thế nó chấm máu kìa. Quy quy bọn đầu hai thằng kìa. Cứu ơi, mày ơi, đấm mày ơi. Ừ, sao không chém nó cái nữa. Ờ, tao biết luôn á. Mà má phải nó tưởng Nam giết được chứ. Nam đánh vô đâu, tưởng nó còn hụt đâu, đánh vô. Đánh này đi má để xong. Má tay mình để cho ai đi ăn hai mạng kia chứ. Má quả cướp hoài luôn á. Xuống nè, xuống nè. Má mà chứ boss không có gì để giữ nó lại chứ. Thế hiểu sao luôn. Hai con này đi chung rồi sao gánh. Con Vera lên nha. Đứng đi. À, chả biết mày đứng cho. À, để mày không có này. Chúng ta đang trở về đi đeo. Má nằm rồi. Cũng không nóng không nằm rồi. Kìa. Má nó cướp từ mét cho mình kìa. Mẹ thuộc chiêu 2. Anh đừng muốn chiêu quýnh luôn. Mất ulti cái đẹp. Câu mới nó quýnh lộn ai đâu mà mất. Đâu nãy nó vừa quýnh với em nó mới ulti nó chạy về mà ta. Xem nó lên nè. Có gì ta te luôn. Lâu nó ăn lâu của mình á. Quýnh luôn nha. Về đi nát. Trời ơi. Chị ba. Nó kéo vô đây nữa thầy. Nó đi lên chứ ai kéo nó vô. Mày đứng mày không nhìn. Ờ nhảy đầu hay vậy phải. Ê đừng có về, đừng có về mất trận rồi. John ra mid đi, em đi đi xuống đường dưới rồi đó. Kịch bản nó là như thế. Tự như này. Ultimate. Má, nó lộn rồi, đúng đường. Dọn về đi Dọn ơi. Nó đang lướt qua một bên. Em theo anh đi, đừng theo anh nữa. Còn theo rồi em. Mày chết luôn. Ui. An enemy has been defeated. Our slayer lane tower is under attack. Đi đi em. Dạ xin cũng được rồi. Đây đây đây, taxi tới Hấu ơi. Hơi rất xanh quá. Đi nấu đi, biết rừng đi em đi. Đi cứ tưởng. Biết rừng. Nhưng mà mình đi. Có được.
Ca sơn hả? Đi là một người đâu ha. Ừ nha thầy. Anh biết em đang có người mới. Chết thầy luôn. Thầy, cố lên thầy là được em. Thì không ai đỡ giùm nữa kìa. Phải. Má ơi. Thành sư hấu là nó là cái phụ trợ của phép chứ. Cái đó không nhảy xuống đỡ ulti thu lên. Như rồi đi ăn luôn rồi. Anh chết lặng. Bỏ chủ lên. Lên xe. À từ chối lên xe. Ê, ê, ê. Thần quan ta thần kìa. Muốn ta thần ấy. Đi. Một cây mình ra thương chết. Ta thần cũng đấu vào đâu. Nam cố lên. Nam chạy được là hiểu nhận. Ally has been defeated. Enemy double kill. Thấy vậy ơi. Mùi đá 5 người. Our slayer lane tower is under attack. Your tower has been destroyed. Yeah, I'm trong trận này. An ally has been defeated. Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. Your team has destroyed a tower. Huy ơi đấm cái chủ luôn đi Huy ơi. Không được rồi. Má bị kìa. Thổ ơi, quá tụi. Đừng cho nó về, đừng cho nó về, bắn chiêu 2 lên, bắn chiêu 2 lên. Máu địch còn rất ít. Ơ sao mày không bắn chiêu 2 lên thằng kia. Trời ơi, thằng tôi lên đứng trước mặt bắn chiêu 2 nữa là nó không về được rồi. Hay mày ơi. Được rồi. Trời đất ơi. Phải nó bắn chiêu 2 thằng tôi lên đâu có về được đâu. Mọi người. Ủa mà mọi người đừng có quá cái tạo ra một cái áp lực cho người bắn ấy. Mày ơi. Đường giữa tiếng nhìn chân. Nếu mà nó bình thường thì nó bắn được rồi đấy. Nhưng mà mọi người làm áp lực quá nó đéo bắn nổi á. Nên rồi rồi rồi. Ok. Hủ ơi. Hủ rồi chứ giờ đánh không nổi rồi. Đẩy lên đây Nam. Tạo ra tranh tỏ ra em bắn được. Bây giờ do anh bắn được là ok. Còn bắn em chỉ cần bình tĩnh thôi. Xuống đường dưới này do anh. Do anh đừng đi đường đó. Ngoài cước do anh đi đường đó. Trời ơi bắn được mà cứ đi thế thì chết rồi. Sao đường trong mình không đi trời. Nhà mình không đi trời. Rồi thua rồi. Lên nấu rồi. Thế lính nhưng mà lính đừng giữa lên rồi. Rồi. Má ba đi lỗi quá trời, đi đường trong đi là ok rồi. Mày xin lỗi. Không sao, không vui. Để up.
Ngọc Minh Dương. Chấm. Hello Ngọc Minh Dương này. Ngọc Minh Dương, sao anh? Ngọc Minh Dương, đâu rồi? Ngọc Minh Dương, săn ơi, sời.